Vì sao nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ không vào vai Mạnh Lệ Quân khi về đoàn Quỳnh Long? Nhiều khán giả tiếc nuối khi không được thấy nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ hóa thân nàng Mạnh Lệ Quân tung hoành trên sân khấu trong vở Mạnh Lệ Quân Kỳ Nữ của đoàn cải lương Quỳnh Long. Nghệ sĩ Bình Tinh, hậu duệ của đoàn cải lương Tuồng Cổ Quỳnh Long, vào vai chẳng hề kém cạnh. Thậm chí những nét độc đáo riêng của Bình Tinh giúp nàng Mạnh Lệ Quân sống lại với những cá tính, màu sắc riêng biệt. Nhưng có lẽ nàng Mạnh Lệ Quân do nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ vào vai là ký ức, là tuổi thơ của nhiều thế hệ, nên có nhiều khán giả vẫn không khỏi băn khoăn. Khi được hỏi từng thành danh với vai diễn Mạnh Lệ Quân trong vở Mạnh Lệ Quân Kỳ Nữ, nhưng trong hai suất biểu diễn thành công của đoàn Quỳnh Long hôm trước và chuẩn bị tái diễn sắp tới, nhiều người chia sẻ rằng chị nhường vai cho Bình Tinh. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ trả lời: "Ngày xưa tôi hát vai Mạnh Lệ Quân, sau quay video tôi vào vai Tô Ánh Tuyết, vai nào tôi cũng làm hết. Sau này các cháu mời về vẫn là vai Mạnh Lệ Quân, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi thấy mình lớn tuổi rồi, mình nhường sân cho con cháu hát. Với nếu tôi hát thì các em phải kiếm một người đồng lứa với tôi nữa, chi phí lại đội thêm nữa." Bình Tinh cũng nói với tôi là sư phụ hát chia vai với con, phải có sư phụ vào vai này, con sợ không có sư phụ người ta chửi. Nhưng tôi động viên Bình Tinh, mình dàn dựng đàng hoàng, hát tử tế, đâu phải hát tầm bậy tầm bạ đâu mà sợ. Rồi Bình Tinh nói thêm: "Hay sư phụ vào vai Tô Ánh Tuyết." Ngày xưa có thể tôi vào vai Tô Ánh Tuyết duyên dáng là vậy, nhưng giờ phải khác chứ, mình phải biết mình. Khi được hỏi tại sao chị không lên tiếng đôi co khi bị Du Quang là phớt lờ bạc đãi nghệ sĩ gạo cội Hồng Sáp trong tang lễ nghệ sĩ Ngọc Đáng, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ trả lời: "Khi vụ việc ầm ĩ trên mạng xã hội, tôi bị chửi quá chừng mà không biết mình bị chửi về việc gì. Chúng tôi làm bằng cả cái tâm của mình, mình có làm chuyện đó đâu mà mình quan tâm. Tới chừng phóng viên gọi hỏi, tôi nói giờ người ta nói vậy tôi đâu có bụm miệng được. Tôi sống như thế nào tôi biết. Nếu muốn biết thực hư, các bạn liên hệ nghệ sĩ Hồng Sáp, hội thẳng đoàn Quỳnh Long, nơi tôi và nghệ sĩ Hồng Sáp đang làm việc, hay nơi nghệ sĩ Hồng Sáp đang sinh sống, sẽ biết tôi đối xử với cô Hồng Sáp như thế nào. Chứ giờ tôi nói, nhiều người nghĩ tôi sẽ biện minh. Tôi nghĩ hiểu sẽ thương, còn đã không hiểu, có nói cũng không hiểu, cho nên tôi không biện minh." Chia sẻ thêm về cuộc sống của chị trong 2 năm qua, chị cho biết bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch Covid-19. Nói chung là ảnh hưởng cả toàn cầu, chứ không riêng một mình tôi. Năm qua cũng là năm đoàn Quỳnh Long tổn thất mất mát rất nhiều. Nhiều trụ cột của gia tộc đã vĩnh viễn ra đi. Tôi là người trưởng thành từ đoàn Quỳnh Long, tôi về chung tay cùng các thành viên vực dậy. Tôi có niềm tin rằng khán giả còn thương mình thì sẽ đến với mình. Đó là niềm hạnh phúc nhất rồi. Và đó cũng là một nguồn động lực để xoa dịu nỗi đau trong 2 năm vừa qua. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ chia sẻ.